cái bài 3.15 là nó liên quan đến phân phối nhị thức đó kìa, tức là một xí nghiệp mà nó có hai cái máy, một và hai. Trong ngày hội thi, mỗi công nhân sẽ chọn ngẫu nhiên một máy, và với máy đó thì sản xuất 100 sản phẩm. Nếu số sản phẩm loại tốt sản xuất được không ít hơn 70 thì được thưởng, tức là số sản phẩm tốt từ 70 trở lên, đúng không? Số sản phẩm tốt là từ 70 trở lên thì được thưởng. Và giả sử công nhân A thì sản xuất được sản phẩm tốt với hai máy lần lượt là 65% và 75%, có nghĩa là nếu mà công nhân A mà chọn được cái máy một á, thì cái xác suất anh ta sản xuất được một sản phẩm loại tốt là 0,65. Và xác suất nếu nếu mà anh ta chọn được máy hai thì xác suất sản xuất được sản phẩm loại tốt là 70%. Câu A là tính xác suất để công nhân đó được thưởng. Câu B là giả sử A dự thi 20 lần thì số lần được thưởng nhiều khả năng nhất là bao nhiêu? Và câu C là công nhân A phải dự thi ít nhất bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không nhỏ hơn 95%. Thì cái bài này chúng ta giải như sau. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ gọi hai biến cố. Biến cố A1 là biến cố mà công nhân A chọn được cái máy máy 1. Còn cái biến cố A2 đó là công nhân A chọn được máy 2. Đấy, thì ta thấy cái A1, A2 á, nó chính là cái hệ đầy đủ biến cố. Thấy không? Nó là hai biến cố đối lập đó. Và cái xác suất chọn được máy 1 với máy 2 là như nhau và bằng 1 phần 2. Và chúng ta sẽ gọi thêm X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm tốt trong 100 sản phẩm được sản xuất ra. Thì X là nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số NB. Và cái tham số N của mình nó là 100 trong cái trường hợp này. Và B nó bằng là 0,65. Nếu như chọn được máy 1 thì B nó là 0,65. B nó thay đổi. B nó thay đổi. Nếu B nó sẽ bằng 0,65 nếu mà A1 xảy ra. Và B nó sẽ bằng 0,7 nếu A2 xảy ra. Tức là nếu mà chọn được máy 2 thì cái B này nó bằng 0,7. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là bây giờ mình sẽ tính cái xác suất để công nhân A được thưởng ha, xác suất công nhân A được thưởng. Câu A, xác suất công nhân A được thưởng. Thì công nhân A được hưởng có nghĩa là cái X mà nó từ 70 trở lên, từ 70 trở lên thì X lớn hơn bằng 70 này đó, thì cái xác suất này á là nó lại phụ thuộc vào cái biến cố A1 hoặc là A2. Tức là nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 nhân cho X lớn hơn bằng 70 với điều kiện A1. Đấy, thì công thức này gọi là công thức xác suất đầy đủ. À, xác suất của biến cố A2 nhân cho xác suất của biến cố X lớn hơn bằng 70 với điều kiện A2. Đấy. Và
Và do cái mình chọn ngẫu nhiên hai máy, một máy từ từ trong hai máy, thì cái xác suất để chọn được máy này hoặc máy kia nó bằng 1/2. Còn cái ít bằng 70 này đó, lớn bằng 70 này đó, thì nó là phân phối nhị thức. Cho nên mình sẽ ghi cái công thức này, tức là CK100, tức là nó trong trong 100 sản phẩm này nó có từ có K sản phẩm tốt nè. Nhân cho 0,65 mũ K, 0,35 mũ 100 trừ K. Đấy, và ở đây cho K nó chạy từ 70%. Còn cái trường hợp thứ hai là nó cũng bằng 1/2, BA2 cũng bằng 1/2. Và cái xác suất ít lớn bằng 70 này cũng là K từ 70 đến 100 ha. Và CK 100. Nhưng mà cái B ở đây nó là trong trường hợp chọn được máy 2 thì cái B nó bằng 0,7. Tức là 0,7 mũ K nhân cho 0,3 mũ 100 trừ K. Đấy. Và sau đó mình sẽ bấm máy nha. Đây là 1/2 nè. Bấm cái tổng không? Tổng 100 C CX nhân cho 0,65 mũ X nhân cho 0,35 mũ 100 trừ X. Và ở đây mình cho X nó chạy từ 70 đến 100. Thì cái này nó ra là 0,0865. Nó bằng kết quả chỗ này là 0,0865. Còn ở phía sau đó mình sẽ thay bằng cái số 0,65 bằng 0,7. Chỗ này mình sẽ thay bằng 0,7. Và cái 0,35 á thì mình thay bằng 0,3. 0,3. Đấy, thì mình bấm cái bàn ra tiếp thì cái xác suất chỗ này nó sẽ bằng là 0,27 0,2746 và mình cộng hai cái này lại, cộng hai này lại 0,2746 cộng cho 0,0865 thì nó sẽ bằng là 0,3611. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ giải cái câu B. Câu B ấy thì mình câu B nè, mình sẽ gọi Y. Y là biến ngẫu nhiên chỉ số lần được hưởng, chỉ số lần được hưởng trong 20 lần thi, 20 lần dự thi của thí sinh của công nhân A. Thì câu B này nó nói là nếu mà công nhân A này dự thi 20 lần thì số lần được hưởng nhiều khả năng nhất là bao nhiêu? Thì mình sẽ gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số lần được hưởng trong 20 lần dự thi của công nhân A này. Thì Y này nó lại có phân phối nhị thức với tham số NB. Và trong trường hợp này thì N của mình bằng 20. Và cái B của mình đó là nó chính là xác suất để khi mà dự thi một lần là xác suất nó được hưởng là cái số này là 0,3611. Vậy thì cái số lần được hưởng nhiều khả năng nhất nó chính là cái mod của Y. Thì chúng ta nhớ là mod của phân phối nhị thức thì nó sẽ là phần nguyên của n cộng 1 nhân cho b
Cái dấu ngoặc vuông này có nghĩa là lấy phần nguyên nè. Và trong trường hợp này của mình đó là n bằng 20. 20 cộng 1 là 21, và 21 mà nhân cho b tức là nhân cho 0,3611. À, mình lấy phần nguyên đi. À, các em lưu ý chỗ này lấy phần nguyên nha. Đấy. Thì mình sẽ lấy là 0,3611 và nhân cho 21. Thì kết quả mình là 7,5831. À, tức là phần nguyên của 7,5831. 5831. Phần nguyên của số này là 7. Vậy thì nếu mà thí sinh này nó dự thi 20 lần thì nhiều khả năng nhất là nó sẽ có 7 lần được thưởng. Vậy số lần được thưởng nhiều khả năng nhất. Là 7. Thì bây giờ tới mình sang cái câu C. Câu C thì nó nói là công nhân này phải dự thi ít nhất bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không nhỏ hơn 95%. Đó, thì bây giờ mình sẽ giải câu C. Câu C thì ở đây mình sẽ gọi N là số lần dự thi. Và Y là số lần được thưởng trong N lần thi. Là số lần được thưởng. Trong N lần thi. Lần thi đó. Thì lúc này chúng ta sẽ có là y chỗ này á, trong trường hợp này, trong trường hợp câu C này đó thì y nó lại có phân phối nhị thức NB. Và N này là chưa biết nè. Ở phần C này là N chưa biết nè các em. Còn ở phần B này N bằng 20. Và cái B này bằng là 0,3611 luôn. Tức là xác suất một lần được thưởng là bằng 0,3611, mình tính ở trên câu A. Như vậy á, thì trong trường hợp này á, là xác suất có ít nhất một lần được thưởng. Có ít nhất một lần được thưởng. Xác suất có ít nhất một lần được thưởng. Tức là xác suất để cái y này nó nhận giá trị từ 1 đổ lên. Nhưng mà do y này có phân phối nhị thức cho nên là nếu mà nó nhận giá trị từ 1 đổ lên thì biến cố đối của nó chính là không có lần nào được thưởng hết. À, mà không có lần nào được thưởng thì nó chính là 1 trừ b mũ n. Đấy. Và theo đề bài ấy, thì cái này cái xác suất này nó phải lớn hơn bằng 0,95. 95%. Đây là mình không nhỏ hơn 95% này. Xác suất có ít nhất một lần được thưởng không nhỏ hơn 95%. À, thì tới lúc này đó thì mình sẽ giải cái bất này ra. Giải bất này ra thì cái này nó sẽ là 1 trừ b mũ n này. Chuyển giấy qua ha. Thì nó sẽ bé hơn bằng 0,05. Và sau đó mình lấy logarit cây số 1 trừ b hai vế. Logarit cây số 1 trừ b. Thì các em lưu ý về bên đây nó sẽ là n, nó sẽ lớn hơn bằng logarit cơ số 1 trừ b của 0,05. Thì lý do là cái băng thức này đổi chiều đó là mình lấy logarit cơ số 1 trừ b là do b lớn không nhỏ 1 cho nên 1 trừ b này nó cũng lớn không nhỏ 1. Mà logarit mà cái cơ số nó lớn lớn không nhỏ 1 thì băng thức đổi chiều. Thấy không? Băng thức đổi chiều. Để các em lưu ý như thế. Và cái chỗ này mình bấm máy nè. À, tức là mình sẽ bấm logarit cây số 1 trừ b và b của mình đó là 0,3611 thì 0,05 và bấm cái kết quả là 6,68 thì mình làm tròn là 6,69 đi
thì các em lưu ý n này nó phải là số nguyên, do n là số nguyên để số lần dự thi nó phải là số nguyên, số nguyên mà nó phải lớn hơn cái số thập phân này, thấy không? Nó lớn hơn cái số thập phân này đấy, cho nên ở đây mình sẽ suy ra là n bằng 7. Tại sao mình không lấy n bằng 8 đấy. Tại sao mình không lấy n bằng 8? Bởi vì nếu mà ở đây đề bài nó cho nó là phải dự thi ít nhất bao nhiêu lần, tức là cái số lần dự thi ít nhất á, ít nhất có thể ha. Thì ở đây mình sẽ lấy cái số nguyên n là một cái số nguyên mà bé nhất mà nó thỏa mãn cái điều này, thỏa mãn là nó phải lớn hơn hoặc bằng 6,69. Số nguyên mà lớn hơn bằng 6,69 thì nó là số 7, thấy không? Vị thí sinh phải thi ít nhất 7 lần. Công nhân A. Công nhân A phải thi ít nhất 7 lần. Đấy, thì đó là cái bài hướng giảng cái bài 315.